review bánh mì chấm đặc sản Bình Định Quy Nhơn. Ai mà là con dân Bình Định thì nhất định phải lưu ngay clip này lại nha. Ở đây ngoài bánh mì chấm ra thì còn có cả chế trộn, chả cá cuốn rau răm và kem trộn nữa. Uống nước thì sẽ có là nước mía và chanh muối nha. Giá cả thì yên tâm cứ phải gọi là học sinh sinh viên rồi nè. Bánh mì nóng giòn chấm cùng với cái nước như là thịt kho vậy đó. Có kèm trứng, chả và ba tê nữa, ăn đậm đà, thơm béo, đúng kiểu 10 điểm không có nhưng luôn ý. Rồi, còn cái món chả cá cuốn rau răm này thì đơn giản mà ăn lại cực kỳ là cuốn luôn. Cứ lấy một miếng chả, cho thêm một miếng chả, rồi thêm xíu rau răm nữa, cuốn lại, chấm cùng với cái tớ đặc sản của Bình Định. Nhìn nó đỏ đỏ vậy thôi chứ mà ăn không hề có cay. Món này ăn cứ bị dính luôn á, nhưng mà ở đây thì chả chiên hơi dầu một xíu này. Thử sang cái món ché trộn thì ché ở đây siêu nhiều topping, có ché, nem chua, trứng và tùm lum thứ khác luôn. Ăn hơi cay một xíu nhưng mà uống kèm với nước chanh

Cuối cùng là món mình chưa ăn bao giờ nhưng mà ăn một lần là ghiền luôn Nghe cái tên sao thì ăn y chang vậy luôn á là kem trộn Muốn ăn ngon thì phải trộn đều hết lên vậy nè Trong này thì sẽ có một viên kem kèm hai bánh lăn Trộn đều lên ăn nó vừa thơm vị caramel, vị cà phê lại còn có là vị cốt dừa nữa Không biết là diễn tả sao nhưng mà món kem này nó ngon đỉnh của chóp luôn á Dị mà hồi trước về Quy Nhơn chị Vi Hồng có cho mình ăn món này Để hôm nay mình phải tới tận 284 Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường 8 quận 3 để ăn này Ba nào mà cũng đang thèm đồ Bình Định hay là Quy Nhơn thì tới đây liền nha